chào các bạn. Trong video này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu và LED dùng trong quảng cáo nha các bạn. Các bạn ra ngoài đường á, các bạn nhìn thấy những cái kiểu LED như thế này, LED chữ nha các bạn, hoặc là LED bên trên pano, hoặc là đèn quảng cáo, LED quảng cáo chạy chữ, chạy viền trong các bạn hiệu quảng cáo các bạn. Hoặc các bạn nhiều bạn không làm cho mình quảng cáo á, các bạn không biết cái cách design, cái thiết kế bên trong cái đèn LED đó như thế nào. Thì hôm nay mình trong kênh của mình có 2-3 cái video gì đó giới thiệu về cái cách lắp đặt như LED quảng cáo, LED vẫy nha các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về chi tiết bên trong cái đèn LED, như đèn LED như đèn LED chữ như thế này. Đây nè, thấy các bạn dùng vô mấy cái cửa hàng bán điện thoại di động, các bạn nhìn thấy những đèn LED như thế này, nó thiết kế logo của các hãng nổi tiếng khác nhau ha. Bên trong này á, bên trong các đèn LED như thế này, nó sẽ có các LED đơn nha các bạn, LED đơn hoặc là dãy chip LED như thế này nha các bạn. Hồi xưa người ta thiết kế thường là LED đơn nha các bạn, LED đơn như các màu như màu trắng, màu đỏ, màu vàng gì á. Như hiện nay bây giờ người ta đã cải tiến hơn rồi, người ta sử dụng chip LED. Giống như chip LED này nha các bạn, giống như các đèn chip LED bên đèn tip LED hoặc là đèn búp mà trong video trước mà chúng ta hay thường sửa nha các bạn, hoàn giống nhau nha. Ở đây á, ở đây LED dùng trong quảng cáo nó không như cái LED bên dùng trong LED chữ T hay là LED búp á các bạn. Ở đây nó sẽ mấy con LED bên đây trên đây á, nó không có điện trở hàng dầu nha các bạn, nên cái khả năng chết nó rất cao hơn so với những con chip LED mà người ta được tích hợp điện trở hàng dòng ha. Nó có điện trở hàng dòng á là nó cản trở bớt cái dòng điện đi qua con chip LED này. Tùy mỗi cái con chip LED nó có dòng định mức nha các bạn, nó tầm khoảng 150 mA. Nếu mà dòng nó quá cao á thì chắc chắn là cái lớp tiếp giáp bê anode cathode đó các bạn sẽ bị cháy đứt nha các bạn. Nó làm cho bóng đèn LED, chip LED này đứt. Và cái hiện tượng đó là nó sẽ có một cái chấm như này nha các bạn, chấm đen đen nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy rõ không? Đối với chip LED đứt các bạn, nó thường là nó có chấm đen đen như thế này các bạn, là cái dấu hiệu, cái hiện tượng đó mà mình có thể phát hiện ra nha các bạn. Ở đây còn tùy loại chất lượng của chip LED nha các bạn, tùy hãng sản xuất nha. Thì mình nói sơ qua là có một số hãng như bên Mỹ hoặc là bên Mỹ, Trung Quốc hoặc Đài Loan các bạn, nó chuyên là ở đó có factory, có nhà máy sản xuất chip LED riêng nha. Đây là một chip LED bên quảng cáo nha các bạn. Bạn quan sát nha. Đây nè, các bạn quan sát kỹ nha. Ở đây á, nó sẽ được tích hợp 3 chip LED nha các bạn. Đây là chip LED này rồi, nó bên phía sau, mặt sau á, nó sẽ gắn các băng keo hai mặt, các bạn có thể tháo rồi ha, cắt hoặc là dính dán dính với nhau nha. Đây nè, gắn coi có băng keo hai mặt nha các bạn. Mỗi cục module LED này sẽ có một con điện trở hàng dòng ha. Cái đèn này, đèn LED này, đèn LED nó dùng trong chiếu sáng như chữ này nha các bạn, nó hắt lên nha, hắt lên nó làm sáng cái chi tiết cần mình cần để mà phát sáng nha các bạn. Còn đây là chip LED Samsung ha. Nó sẽ
trong mạch đó nó sẽ tích hợp 4 OLED. Đây là các bạn, này chip LED của Samsung nha các bạn. Cái loại chip LED này rất bền nha các bạn. Mỗi con LED đó, mỗi chip LED này sẽ được một con điện trở hạng dòng, nên cái độ bền và độ ổn định rất cao nha các bạn. Cho dù cái điện lưới á nó không có ổn định, nhưng mà qua cái mạch này á các bạn, qua nhờ cái mấy con điện trở hạng dòng này nó sẽ cản bớt phần nào nha các bạn. Dòng có thể dòng power supply có thể tăng hoặc giảm ha, nhưng mà cái nguồn, cái dòng định mức qua LED đó chắc chắn là nó được hạn chế, nó ổn định, nó nằm trong phạm vi cho phép nha các bạn. Đây là loại chip LED Samsung ha. Còn các bạn test á, các bạn muốn test á, các bạn cần có một bộ nguồn cho mình nha các bạn. Đây là nguồn adapter nha các bạn, nguồn trong LED quảng cáo ha. Adapter này á có hai loại nha các bạn, một là nguồn adapter, hai là nguồn tổ ong nha các bạn. Tổ ong á, cái nguồn adapter thì dòng nó thấp hơn so với nguồn tổ ong. Thường là dòng adapter kiểu này á có dòng nó maximum khoảng 5A. Còn dòng cái nguồn dòng của cái nguồn LED tổ ong á các bạn, power supply á cho LED á, cái nguồn tổ ong á các bạn, nó dòng nó cao hơn nha, có thể mấy chục ampe nha các bạn. Tại vì nó sẽ cung cấp cho khá nhiều LED hoạt động nha các bạn. Đây. Đây mình sẽ dùng cái nguồn này nha các bạn. Cái nguồn adapter 12V nha các bạn. Cái nguồn adapter để mà test tất cả các LED này nha các bạn. Đây nè. Cần lấy cho mình một cái ổ cắm ha. Đa phần mà mấy tất cả các LED này nè, như thế này nè, LED quảng cáo hoặc là LED gì các bạn, nó dùng là chỉ có ba loại nguồn. Thứ nhất là nguồn 5V. Nguồn 5V nha các bạn, nhớ cái adapter 5V nha. 5V. Thứ hai là nguồn 12V, cái thứ ba là nguồn 24V nha các bạn. Là có sẽ có ba cái cấp điện áp. Thì tùy vào mỗi loại á, mà tùy vào số lượng LED á, mà người ta sẽ, các bạn nên chọn cái dòng ra phù hợp nha các bạn. Tại vì bây giờ các bạn dòng yếu á thì nó sẽ yếu. Mà khi mà cái đèn LED mà nó dòng nó mạnh á, nó sẽ bị cháy LED nha các bạn. Nên các bạn chủ yếu xem lại cho mình chủ yếu là cái điện áp ha, cái điện áp, mức điện áp cần thiết cho LED. Còn cái thứ hai là cái dòng điện mà cái LED đó nó chịu đựng được nha các bạn. Sau đây các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn test đó, cái LED này nha. Các bạn cấp nguồn 12V DC cho mình nha. Đây, các bạn mua với LED về, bạn muốn luôn mới LED về các bạn thử á, thì bạn dùng cái nguồn 12V ha. Rồi cái đa phần người ta chế tạo á, bây giờ nhà máy á, người ta sản xuất á, toàn là cái cấp điện áp á, phổ thông nhất là LED 12V nha các bạn. Nè, đây là cái chích đại do này, chích hai chân âm dương nha các bạn. Âm dương được đổi đầu nha, các bạn nhớ đổi đầu cho mình. Đây là sáng, nó sáng nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy nó sáng không? Như vậy là cái cấp điện áp cấp cho LED, mấy cái đèn LED quảng cáo này là 12V hết nha các bạn. Đa phần là 12, phần nhiều là phần 12V. Còn có loại là loại 5V. Nguồn 5V với 12V là popular, thông dụng nhất nha các bạn. Như vậy là đã xong nha các bạn. Mình mua LED về, mình chỉ cần test thôi. Mình lấy cái bộ nguồn 12V á, cái adapter nhỏ nhỏ thôi, là mình test từng đoạn là ok ha các bạn. Đây là loại LED dây nha các bạn, nó thiết kế thôi, design thôi, một cái dây dài các bạn. Dây dài á, các bạn tháo ra, tháo từng cái, từng mắt ra.
đèn led này nha, vừa song song vừa nối tiếp nha các bạn. Mấy đèn led led bulb hoặc là led T8 của mình á, là nó được nó design vừa, ví dụ nhánh á, một nhánh là ba nhánh này nè, nó song song nối tiếp nhau nè. Led này á, tiếp led T8 này thì ví dụ 3 led đầu là mắc song song, sau đó nó sẽ nối tiếp nhau. Nhưng một khi nó cháy các bạn, chụp nó cháy đứt cái này á, nó cháy đứt một nhánh này á, là toàn bộ cái led nào nó tắt luôn nha các bạn, nó không sáng nữa. Tương tự led bulb cũng y hệt vậy. Trong một nhánh á, như một nhánh vì nó mắc nhánh mắc nối tiếp á, một khi toàn bộ cái nhánh nó, led nó bị đứt các bạn, là nó cái đèn nó sẽ không sáng nữa nha. Cái trường hợp này mà nó bị đứt đó mà, nó bị đứt là các bạn có thể cắt nha, cắt bỏ. Tại vì cái mấy cái nhánh này nó mắc song song với nhau hết nha các bạn, nó không có dính liền với nhau nha, nên rất dễ, mới dễ dàng mà thay thao tác nha các bạn. Còn đối với led Samsung này, cái chiếc led Samsung này có 4 chip led nha. Một cái chip led này á, người ta gọi là mắc led nha các bạn. Như cái này là 4 mắt. Đây nè. Một chip led này là một cái này người ta gọi là một mắt. Là 1 2 3 4 là 4 con mắt, 4 mắt nhau à. Còn nhánh này á, nhánh này được 3 mắt ha, 3 mắt led ha. Cái này 4 mắt led. Thì có loại mà led siêu sáng á sẽ có một mắt led thôi nha, duy nhất một mắt led nha các bạn. Rồi các bạn cũng test bình thường ha. Và cũng dùng nguồn 12V nha các bạn. Đa phần cái quét quảng cáo này là power supply của nó là 12V nha. Đây là sáng hết nha các bạn. Các bạn cứ cấp nguồn 12V cho mình là ok. Nó mắc song song hết nha các bạn. Đây nè, song song hoàn toàn nha. Các bạn đổi đầu nào cũng được á. Đây là cái đầu này cũng được, cái đầu này cũng tương tự vậy. Nó song song nên mình cũng không có quan trọng về cái ấy nha các bạn. Đây. Cái đầu bên đây mình đã thử rồi, giờ mình qua đầu này thử. Sáng tương tự nha các bạn. Đây là cũng vậy, sáng nha các bạn. Là mấy cái led này mắc song song nên nó không bị ảnh hưởng, khi mà nó đứt một con á, mình thay thay mình ấy được nha các bạn. Nó thôi chứ nó không như mấy cái đèn led bình thường trong gia đình ha. Bây giờ mình sẽ đề cập đến cái vấn đề đèn led nha các bạn. Cái đó là cái thành phần cốt yếu mà nó design, nó thiết kế bên trong cái led chữ này như thế này nha các bạn. Led này là led chữ đúc nha các bạn, nó đúc nhưng mà bên trong là các bạn nhìn thấy nè, bên trong bên ngoài sẽ có cái đầu cái nha các bạn, nó sẽ lòi ra cái đầu cái cho mình, để cho mình cắm cái nguồn adapter vô nha các bạn. Ở đây hoàn toàn cấp cái nguồn DC là nguồn adapter, chứ không phải như cái cờ, không phải như cái nguồn led driver như bình thường nha các bạn. Nên cái mức điện áp làm việc của nó là ổn, rất nhỏ, là khoảng từ maximum, mình thấy maximum nhất là 24V thôi. 5V có 3 cấp điện áp, 5V, 12V, 24V. Không có như led driver, mà led driver tại vì nó mắc nhiều nhánh led song song các bạn, nó cần điện áp lớn. Nhiều khi nó lên khoảng 285V các bạn.
nó rất cao nha. Còn cái led này á, các bạn giờ dùng điện áp á, xài có thể các bạn sờ được nha các bạn, sờ chạm vào nó có thể không bị giật nha, tại cái nguồn điện áp thấp á. Đây, ở đây người ta là dùng led quảng cáo nha các bạn, dùng tất cả chiếc bên trong á, thiết kế như chip led này nha các bạn, chip led này hoặc là cái như loại chip led này các bạn, chip led này nó cũng nhưng mà ba nhánh led đó, nó mắc song song với nhau rồi đó, không ngoại đâu, nó không sao không mắc nối tiếp như bình thường nữa. Rồi các bạn dùng cái đầu, các bạn muốn test kiểm tra gì á, các bạn dùng đầu cái đầu ca đầu đực cho mình nha, cái chắc đực nha các bạn, cắm vô nha, nối vô cho mình. Đây các bạn, các bạn cũng dùng cái nguồn 12V hồi nãy nha các bạn, 12V DC ha. Thôi cấp nguồn cho mình nha. Đây các bạn thấy không, cái này nó khá đẹp nha các bạn. Nó thiết kế này led đúc mà bề ngoài rất đẹp, nó có nhiều màu nha các bạn, màu trắng, màu vàng, màu đỏ gì đó, nó sẽ tạo ra hiệu ứng cho người ta, người ta đập vào mắt người ta quan sát thấy cái này, thấy bên ngoài người ta thiết kế đẹp, người ta mới ghé vô cái gian hàng đó người ta xem nha các bạn. Đây hoặc là có thể mình sẽ khảo sát bên trong này có cái led này, bên trong này có nó có cái gì nha các bạn, mình nói cho những anh em nào mà chưa muốn tìm hiểu nha các bạn, chứ các bạn anh em nào mà thuộc là ngành led quảng cáo á, anh là anh em biết quá rõ rồi nha. Mình sẽ lấy cái chữ led này ra mình kiểm tra nha các bạn, coi cấu tạo bên trong là nó có cái gì. Sau đây mình sẽ cùng các bạn đi khám phá bên trong cái chữ này có người ta thiết kế led như thế nào nha các bạn. Đây cái chữ này chữ mica nha các bạn, mica bên ngoài là lớp đen là nó không cho phát sáng, còn chủ yếu là cái lớp giữa này nè, mica màu trắng nha các bạn, để ánh sáng nó phát ra các bạn, nó tạo hiệu ứng ngay phía trên này nè, còn mica màu đen là nó sẽ không cho ánh sáng phát ra nha các bạn. Đây là cái chữ mica ha. Rồi các bạn tách ra cho mình nha, các bạn dùng cái dao hay cái đồ dụng móng tay á, cái phần này nạy ra nha các bạn, tại vì nó ở đây nó cắn cũng dễ, nó cũng keo các bạn. Đây nè, các bạn thấy không, đây là chữ mica nha các bạn. Nó thiết kế một nhánh á, tất cả các nhánh như y hôm nay mình đã giới thiệu là cái nhánh này nó mắc song song hết nha các bạn, chứ không nối tiếp ha, một nhánh là mắc song song với nhau. Đây nè, tôi thiết kế led quảng cáo á, ở đây á mình có như một nhánh này các bạn, đây là tùy thiết kế nha các bạn, đây là nhánh này có ba con led nha các bạn, một nè, 1, 2, 3 nè, ba con led nha, ba trong một nhánh này ba led mắc nối tiếp với nhau, nó được hàng dòng qua một con điện trở nè. Thì nó gắn con điện trở là khoảng là 330 ohm nha các bạn, con điện trở này 330 ohm, nó có chức năng là hạn dòng cho tất cả led này nha các bạn. Led này là loại led đơn nha, còn đối với những con led mà nó mắc dư, nó mắc thiếu ấy các bạn, nó ví dụ trong cái đoạn led đó chỉ còn 2 con hay là cái nó tăng cái điện trở hạn dòng lên nha các bạn, điện trở hạn dòng sẽ được tăng lên, không thay vì nó dùng 330 ohm cho ba con led này, hạn dòng cho ba led này
thì nó dùng ở trong mặt cái nhánh tiếp theo song song á, chỉ có 2 lét thôi, nó sẽ dùng điện trở cao hơn nhưng mà giá trị cao hơn. Vậy thôi, cái này thiết kế rất đơn giản nha các bạn. Ở đây nó dùng chip led đơn nha các bạn, led đơn. Và cái nguồn power supply của nó chắc chắn cái nguồn nó chỉ có một giá trị là một nguồn điện 12V là phổ biến nhất nha các bạn. Ở bên trong cái chữ này nè, cái chữ này nói chung là thiết kế cái thế hệ cũ nha các bạn. Thế hệ cũ bây giờ người ta xài chip led đơn các bạn, người ta là xài led đơn. Nên như có các thế hệ mới như giờ người ta sử dụng chip led này nha các bạn, chip led dán SMD luôn nha các bạn, không có xài led đơn như thế này nữa. Còn nguồn á, nguồn này cũng cung cấp power supply của nó là 12V DC nha các bạn. Đây nè, cứ nhánh 3 con led á, ba như đây là 3 chip led hoặc là 3 led led đơn á, thì nguồn cấp cho nó là từ 3 đến 5V led hoạt động từ 3 đến 5V DC nha các bạn. Nó gắn thì kèm cái điện quang điện trở hàng dòng á. Ở đây mình sẽ cung cấp nguồn cho nó là khoảng 12V DC nha các bạn. Đây nè, adapter này là 12V nha các bạn. Rồi, mình kẹp nguồn cho mình nha. Bạn thấy nó sáng không? Ok nha các bạn, nên nó sáng đều á. Cái led này có hiệu ứng rất là đặc biệt nha các bạn. Thường á, trong tất cả các bảng hiệu, cái pano á, hoặc là nó cái led này nó phải gắn trên tường, các tường như tường thạch cao các bạn, gắn trực tiếp lên nó cũng được, hoặc là trong cái quầy hàng á, cái quầy hàng người ta sẽ dùng mấy cái led này. Còn đối với những con led này các bạn, cái này nè, nó thiết kế trong logo nha, logo sản phẩm. Hay trên mấy cái quầy cả các bạn, người ta đặt cái mua cái này lên là sẽ làm cho cái khách hàng á, đập vào mắt khách hàng sẽ nhiều hơn nha các bạn. Tại vì nó sáng á, sáng với lại nó gây hiệu ứng cho cái cảm quan của con người các bạn. Thôi, video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Anh em nào có cần hướng dẫn và led quảng cáo hay là led thường các bạn thì cứ để là comment nha, mình sẽ giải thích và support cho các bạn. Chào các bạn.